Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý độ màu những đối tượng nội thất. Ở đây chúng ta sẽ xử lý phần ghế sofa trước. Tôi chọn layer này, các bạn zoom lớn ở phần này. Các bạn lần lượt chọn các đối tượng sofa ở đây, giữ shift để chọn thêm. Cả phần biển bao này cũng vậy, bên này cũng vậy. Sau khi chọn xong, các bạn nhấn phím Ctrl O trên bàn phím để mở file. Ở đây, tôi đã mở file sẵn rồi. Tôi chọn mẫu vải này và tắt những đối tượng bình thường. Sau đó các bạn cũng vào phần Edit. Define pattern. Ở đây phím tắt của nó là Ctrl F. Phím tắt này tôi đã thiết lập. Còn nếu các bạn chưa thiết lập thì hãy tìm hiểu thêm và thiết lập phím tắt này cho nhanh. Tôi có thể nhấn Ctrl F trên bàn phím để refine pattern luôn và OK luôn. Sau đó đóng đối tượng này lại. Đang chọn đối tượng này. Tôi bấm vào đây. Bấm vào pattern. Thì lập tức đối tượng nó sẽ nhận luôn cái phần pattern chúng ta vừa refine xong. Tôi có thể giảm bằng 50% thôi để đối tượng sofa trông đậm hơn. OK. Nếu như các bạn muốn đối tượng này trông đẹp hơn, nghĩa là đường nét kết sẽ ở bên trên, tôi chọn đối tượng này kéo lên trên cùng thì trông sẽ đậm đà hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau độ ghế những phần này. Tôi chọn layer trên này, chọn ghế, giữ shift chọn thêm. Ở ghế bàn ăn này tôi sẽ không sử dụng màu này nữa, tôi sẽ sử dụng màu sáng hơn. Tôi nhấn Ctrl O trên bàn phím để chọn ghế. Và tôi chọn những màu thế này chẳng hạn, hoặc thế này. Tôi chọn những màu sáng hơn. Và tôi open lên. Tôi nhấn Ctrl F tiếp và tiếp tục OK. Đóng lại qua này. Và bấm vào đây. Chúng ta tiếp tục pattern. Tôi scan ra ngoài. Ở đây chúng ta đã bị mất vùng chọn. Tôi Ctrl Z lại. Và bấm vào. Thì lập tức các đối tượng này sẽ cho chúng ta button vào đây. Chúng ta scale đối tượng này nhỏ lại cho hợp lý hơn. Tôi cho khoảng 40%. Đương nhiên các bạn có thể chọn những button khác nếu các bạn muốn. Có thể chúng ta thử lại những button nào. Button nào các bạn thấy hợp lý bằng ý chúng ta sẽ dừng lại. Tôi chọn lại cái cũ của tôi. Và tôi OK. Vậy là chúng ta đã đổi được ghế cho sofa và ghế cho bộ đồ bàn ăn. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý phần mặt bàn, gỗ và kính. Các bạn tiếp tục đứng đúng trên layer, chúng ta chọn phần này, cứ shift chọn phần thêm này. Tôi sẽ sử dụng mặt bàn gỗ ở đây. Ở đây tôi đã mở sẵn được file gỗ đã được chọn lọc trong thư mục đi kèm. Bây giờ tôi nhấn Ctrl F để refine pattern. OK. Và qua đây chúng ta chọn đối tượng này và các bạn có thể bấm vào pattern tiếp theo thì vật liệu gỗ mặc định sẽ nhảy vào đây rồi. Còn nếu như các bạn muốn scale thì chúng ta di chuyển các thông số này, tôi không nhắc lại lần nữa. Và đây tôi OK đồng ý luôn. Tương tự, tôi có thể chọn đối tượng này và chọn mặt bàn gỗ ở đây. Cái mặt bàn gỗ này, nếu như chọn kiểu này các bạn thấy rằng thớ gỗ sẽ bị dọc, không có ngang. Tôi sẽ phải qua bên này. Các bạn vào phần Image, chọn phần Image Rotate và xoay gỗ đi 90 độ. Sau đó tôi cần chọn F tiếp, tôi Refine tiếp, cho button 4 và OK. Mục đích để thớ gỗ đó song song với chiều bàn này. Tôi tiếp tục. Với vị trí này, ở đây tương đối hợp lý rồi. Hoặc là chúng ta cho lớn lên. Hay nhỏ xuống. Vừa phải thôi. Đồng ý thì chúng ta OK luôn. Còn nếu bạn muốn chỉnh lại, thì nhấp đúp hai lần chuột trái đây. Chúng ta vẫn có thể tùy chỉnh lại hoàn toàn hợp lý. Vậy là rất nhanh chúng ta xử lý xong sofa và những đối tượng bàn này. Với những đối tượng này, tôi sẽ cho màu gỗ ở đây, bởi vì đây những kệ thấp, ở đây có hàng lam để lấy sáng. Tôi chọn đối tượng này, chọn công cụ này và bắt đầu shift thêm. Thậm chí cho vị trí này luôn, đây là collect trang trí. Các bạn cũng vào phần pattern. Nhưng chúng ta sẽ chọn phần pattern dọc theo nó hay hơn. Đó, vậy là OK. Rất nhanh sáng nào các bạn. Tương tự những vị trí kệ tủ này, tôi cũng làm như vậy. Đối tượng này chúng ta chọn phần ngang là bên này à, OK luôn. Ở vị trí này có thể là vị trí để một vài đồ trang trí. Tôi có thể trang trí nó sau bằng những chậu cây xanh sẽ đẹp hơn. Vì vậy chúng ta sẽ không đổ gỗ cho phần này. Ở phần này các bạn thấy rằng có những lam gỗ, chúng ta cũng phải thể hiện tất cả lam gỗ ở đây. Tôi giữ shift chọn thêm. Lần lượt các bạn, ở đây cũng có vị trí lam gỗ. Shift chọn hết. Nếu như các bạn thấy biểu tượng này quá lớn, các bạn có thể nhấn Caps Lock này.
thành dấu chấm là chúng ta chọn nó chính xác hơn. Tôi lần lượt chọn hết. Sau khi xong chúng ta cũng button và chọn phần gỗ, vậy là ok rồi. Tiếp tục chúng ta cùng nhau ôm gỗ cho những phần phòng ngủ này. Các bạn chọn đúng layer và ốp một lượt luôn. Tôi chọn đối tượng này, đối tượng này là hai, những đối tượng nào song song với nhau tôi ốp một lượt và cũng vào phần pattern refine. Tôi giảm xuống một chút xíu. À, ok luôn. Tương tự tôi chọn phần này và tôi chọn gỗ ở đây là dạng gỗ dọc, tăng dạng kích cỡ. À, ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau ốp tương đối những phần gỗ và những phần cần thiết nhất cho đối tượng chúng ta. Ở video sau chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt hoàn thiện các đối tượng còn lại.